Em bị ung thư tuyến mang tai thì nên sử dụng cây thuốc gì thưa nhà thuốc? Chào bạn, đối với bệnh ung thư tuyến mang tai, ngoài dùng thuốc tây thì bạn có thể kết hợp thêm một số vị thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh thì sẽ hiệu quả hơn. Những vị thuốc tốt cho những bệnh nhân mắc ung thư tuyến mang tai đó chính là cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xạ thiệt thảo và cây mảnh cọc. Cách kết hợp các vị thuốc như sau: cây xạ đen 50g, cây bạch hoa xạ thiệt thảo 40g, cây bán chi liên 20g và cây mảnh cọc khô 30g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước, sắc cạn còn khoảng 600ml nước và uống sau bữa ăn. Nên uống khi thuốc còn nóng thì sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Để liên hệ mua các vị thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.